Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn của anh Khoa Tấn ở Tam Bình, Vĩnh Long để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng thập cẩm. Hôm nay có hai cây ngâu tàn ha, rồi một số phôi cây rừng, mai trắng rừng, túc, hoa giấy nhiều màu, với khế, số cây ăn trái ha. Thì số điện thoại liên lạc của anh Tuấn có ở phần tiêu đề cũng như miêu tả nha, quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp để mua hàng. Rồi, chào anh Tuấn ơi. Dạ, xin mến chào mấy chú bác anh em gần xa đang xem kênh là TK Bonsai ha. Thì hôm nay trở lại kênh thì Tuấn cũng muốn giao lưu với bà con một số cây kiểng hàng cũng mới ha cô chú anh chị. Hôm mới đó Tuấn, nhưng mà cây cũng thấy hôm nay cũng khá cây ha. Địa chỉ nhà vườn thì ở Long Mỹ, Tam Bình, Vĩnh Long. Số điện thoại thì 0396412939 ha cô chú anh chị. Thì cũng rất cảm ơn mấy chú bác anh em vừa qua đã ủng hộ Tuấn ha, Tuấn mới có động lực đem về những cây khá khá ha. Dạ thì rất mong mấy chú bác xem clip này thấy hài lòng cứ alo cho Tuấn ha, báo giá hữu nghị ha mấy chú bác anh em. Dạ để không mất thời gian thì Tuấn vào cây số 1, đó là cây bông trang ha, cây này thần chậu, cây bông trang đỏ lá chung đỏ hường ha cô chú anh chị. Cây này thì ở clip trước, còn lại thì Tuấn cũng muốn thanh lý bán rẻ luôn. Đó, Tuấn xin đo chiều cao ha. Chiều cao nó khoảng 1m4 ha cô chú anh chị. Bán ngang nó được 1m25. Cây hổm hổm thì qua nhiều lắm, nhưng mà nó giờ xuống hết qua rồi. Cái này về bấm đọt mà đưa trồng lại thì tới Tết thì nó đẹp lắm. Dạ rồi, Tuấn xin đo hoành thân ha mấy chú bác anh em. Hoành thân ngay vị trí hiện tại là 18 ha. Đó, củ bệ đế là rất to luôn ha, củ nạc không ha. Già lắm, cây nứt da me luôn, cây có độ thoát thân khoảng hơn tấc rưỡi ha. Dạ, cây số 1 Tuấn xin giao lưu là 1.600.000 đồng, bao ship toàn quốc ha mấy chú bác anh em. Rồi tiếp tục cây số 2 cũng là cây cũng một giống vậy ha, đỏ đỏ hường lá chung ha, mặt qua thì hồi nãy có xem ha cô mấy chú á. Dạ cũng đo chiều cao là được 1m26 ha, lá ngang nó trung bình cũng khoảng là 1m25 luôn, tàn thì cũng hơi tròn, cây thì cũng có độ già hết mấy chú anh em ơi. Rồi Tuấn xin báo hoành ha mấy chú anh em. Ngay vị trí hiện tại Tuấn đo được 17 ha mấy chú bác anh em ơi. Đó, cây này Tuấn đo tốt trên ha, bệ đế khủng hơn ha. Đó. Dạ cây số 2 cũng thoát thân lên cỡ như vậy, Tuấn báo giá 1.300.000 đồng ha mấy chú bác. Rồi xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 3 là Tuấn muốn giới thiệu với mấy chú bác anh em gần xa, đó là một cặp ngâu ha. Một cặp ngâu Tuấn bán này bán cặp ha. Cây này là Tuấn bao ship là 200 km ha mấy chú anh em. Nghe có xa hơn thì thương lượng thương lượng luôn đi, chơi chú bác có thích thì dễ chơi. Đó, cây ngâu nói chung cũng trồng theo phong cách ở mà miền Tây mình ha, tàng thông vậy ha cô chú anh chị. Bán nguyên cặp ha chú bác, mã số 3 nguyên cặp ha. Chiều cao nó Tuấn tính 3m thôi, có thể là trên 3m á. Tán ngang để Tuấn đo đi. Tán ngang thì để tính cỡ 1m7 thôi mấy chú bác anh em ơi. Tính 1m6 luôn đi, bao luôn. Cây ngâu qua vàng ha, nó cũng có trái ha. Ừ, xin tặng. Ở đây nó hơi lép hơn tí xíu, cái này ở mặt tường là cắt nhưng mà không bao lâu là nó sẽ ra được ha bà con. Tại cây này nó nặng lắm, không có xây vòng vòng được. Cũng có đó. Chi cành bên đây ha. Có chi cành hết nhưng mà nó dính vô cái mặt tường đó rồi người ta cắt lại. Rồi. Đó. Cây thì đây xương tàn thì mấy chú bác xem nó cũng đặc thù ha. Một cốt chót ngọn luôn ha mấy chú bác. Rồi báo quanh cây này trước đi anh. Rồi cái cây này á, có độ thoát thân là nhiều. Là 67 ha mấy chú bác anh em. Độ thoát thân là 67 ha. Cái hoành Tuấn xin báo đo vậy nè. Ngay vị trí này là Tuấn đo là 59 ha. Rồi đo lên tuốt ở trên đây nè mấy chú anh em. Là 51 tính 50 ha mấy chú anh em. Đó.
Còn ngay ở trên, ngay trên cổ đây luôn đi. Đó. Ngay vị trí này là 30 ha. Đó, ở trên đây là một cốt là 3 mét là thẳng băng luôn ha. Đế thì nói chung là lực đều ha. Có cục bú này nè ha, hồi nãy tướng đo đây chứ không có tràn lên đây nha mấy chú bác. Dạ, đây là một cây ha. Còn bên đây là một cây nữa ha, cũng một cặp vậy ha mấy chú bác anh em. Đó. Bán nguyên cặp không có tách ha. Bán nguyên cặp không tách được ha. Tại này là bao ship là 200 cây, còn xa là thương lượng ha. Đó, cây này chiều cao nó khoảng 2m7 nha. Có tính 2m6 đi. Đó. Tán ngang nó cũng y chang vậy ha. Cỡ mét 6, mét 7 hàng mấy chú bác. Cây này thì hai mặt đều ha. Cây này thì nó tròn đều hơn cây kia ha. Đó. Xương tàn dày. Rồi đây, cây này thì độ thoát thân hơi ít hơn. Xương tàn thì cũng một cốt chót cái ngọn luôn. Độ thoát thân là có 39 ha mấy chú bác anh em ơi. Bao hoành luôn. Rồi. Ngay vị trí này là 44 hàng mấy chú bác. Đó. Cây này hơi nhỏ hơn cây kia ha. Tàn đều hơn. Nhìn cây này là cũng có duyên hơn cây lớn luôn á. Xương dâm thì cây này nói chung cỡ trồng cỡ 20-30 năm mới được vậy, ta cắt cứ cắt giật hoài luôn vậy đó. Cây này về một cốt dốc ngọn luôn. Dạ. Rồi cái cặp ngâu tàn này thì là tướng xin báo giá với mấy chú anh em là một cặp luôn á là 17 triệu ha. Bao ship 200 km ha. Giá là hữu nghị luôn đó mấy chú bác anh em. Tại cái này tự bứng trong vườn thì bán lại giá hơi nói hơn ha. Cây này bú dữ thần lắm ha. Đó là 17 triệu ha mấy chú bác anh em. Đó. Rồi tiếp theo thì trả lại chương trình qua giấy của tướng nè. Qua giấy là cây này là báo với mấy chú bác anh em là cây cao bồi hai màu ha. Clip rồi là những cây cao bồi đó bán hết rồi. Những cây cao bồi là nó đặc sắc hơn, nó đẹp hơn cái sắc pháo, có duyên hơn. Màu nó hơi sặc sỡ. Chiều cao nó là 85 ha mấy chú bác anh em. Tính đo hoành ha. Cây vị trí này là gần 40, 39 đi. Đó, tính 39 ha. Cây có đường cong lắc và rất có duyên ha. Đó. Thì. Đó. Rồi cây hai màu, cái bầu hai màu này mã số 4, tiếng xin giao lưu là 2.200.000 đồng. Bao sống bao ship toàn quốc, tất cả cây của tướng là bao sống bao ship hết ha. Mấy cái dòng cây nhỏ này, cây nào mà có bao ship 200 cây thì tướng báo, còn ngoài lại là bao ship toàn quốc hết ha. Tiếp tục cũng là cây hai màu luôn ha mấy chú bác anh em. Đó. Rồi tướng xin đo chiều cao luôn ha. Cái này tại cắt phôi giật lại là dễ chơi nè, chiều cao 108 nè. Đó. Hoành thân ha. Hoành thân là 44 ha mấy chú anh em. Đó. Cây rất lực luôn ha, ngay chỗ này trong quá trình khai thác là không có sao, nhưng mà cây cũng đó xì mầm luôn rồi đó. Cây bể đế nè, đó. Tại tướng dưới ha. Đó đây nè, đó. Lên tược sống khỏe. Nè, xì mầm. Đó. Rồi, báo giá nè. Rồi cây số 5 tướng xin báo giá là 2.900.000 đồng ha mấy chú anh em. Dạ, tiếp tục là cây mã số 6 cũng là cây hai màu luôn ha. Rồi, tướng xin đo chiều cao luôn ha. Chiều cao nó là được 96 ha cô chú anh chị. Đó. Tướng xin đo hoàn thân ha. 43 ha. Đó. Đo chạc xuống đây thì được cũng như vậy 43 ha, tướng tính hơn 43, tính là 43 ha. Tất cả cây thì cây này lấy cái đế hơi sát vô một tí nhưng mà tướng bao sống hết ha. Cây cao bồi hai màu hen cô chú anh chị. Mã số 6 cũng là tướng xin giao lưu là 2.900.000 đồng hen cô chú anh chị ơi.
xích vô đây một tí đi cho nó không phản xem. Ở đây là Tứng xin giới thiệu với mấy chú bác anh em là một cây hoa giấy trắng ghiên luôn ha. Cây này chính tay Tứng đi bứng ở chợ nha. Cây người ta đang người ta thích lắm mà làm nhà, chuẩn bị làm nhà tới người ta phá hàng rào đó. Cây trắng ghiên luôn, cực đẹp luôn, tán dụ luôn mà tại dưới hàng rào cắt một bên tiếc quá trời luôn. Chiều cao là cái mái nhà trên đó còn khoảng tính 3m9 đi cho số đẹp đi. Xây giùm em vòng tại chỗ ra. Cây trắng ghiên nha mấy chú bác anh em. Xịt ra thì cái xa nó chẳng đụng cái kia. Đó. Chiều cao Tứng báo là 3m9 nha mấy cô chú anh chị. Rồi ở đây hồi Tứng sẽ báo lỗi với mấy chú bác nghe sao ha. Đó đây đi. Hoàn thân ngay vị trí này là Tứng đo là 61 ha. Đó. Đây là cũng 61 luôn ha. Ngay đây nè ha. Rồi Tứng báo lỗi đây ha. Ở đây có một cái lỗ nhỏ mà xàm đá ha. Lỗ này là tới đây là hết nha mấy chú anh em. Đó, cỡ phản ngón tay Tứng có thọt cây sắt rồi. Còn cái lỗ này nè. Đó, lỗ này là muốn đây nè, đó. Cây này nó cũng còn chắc nhưng mà nó có một lỗ nó đi xuống dưới đây. Đó. Cái này Tứng mới đem về không có chứ Tứng là chám vô bít hết. Tứng dùng keo Tứng chám vô bít hết nha. Xây bên này đó, cái lỗ bên này nó thấu qua này đó, chỗ xuống kia ha. Ừ, chỗ này chỗ qua xuống đây nè. Đó rồi. Đó, nói chung là cây trắng hơn 60 hoành này cũng khủng lắm, nhìn tại cắt tàn cái cây ở ngoài nhìn đẹp lắm mấy chú bác anh em ơi. Đó, báo giá đi anh. Cây cái này Tứng báo giá là 11.500.000 thôi chú bác anh em ơi. Cây này là cây này bao toàn quốc luôn, dễ chơi. Dạ, tiếp theo là cây vừa rồi là cây trắng ghiên là mã số 7 nha. Tiếp theo là mã số 8. Cái này là cái cây tím quế nha mấy cô chú chị. Cây tím quế nha, tay cành lắc léo nè. Tím quế chơi bonsai lên chậu là đỉnh lắm mấy chú bác anh em ơi. Thấy nó lắc léo quá đẹp luôn. Dạ, chiều cao của nó là được là 90 ha. Hoành ngay vị trí này là Tứng đo 36 ha. Đó, đo như vậy ha. Củ vệ đế nè, nhìn thấy là biết rồi ha. Đó, cái eo là 36 đi. Rồi cây tím quế lắc léo này Tứng xin báo giá là 3 triệu đồng nha. Mã số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 9 cũng là một cây tím quế luôn ha. Rồi Tứng xin báo thông số nha. Là chiều cao nó được là 65 nha cô chú anh chị. 65. Tứng xin đo hoành ha. Ngay vị trí nè Tứng đo được 40 ha. Cái này ở đây không biết là hai thân hay không, chắc có lẽ là hai thân chắc luôn á. Hai thân mà nó người ta trồng từ nhỏ khến vô đó. Cái này là trồng trong cái chậu không nè, còn là gút chậu không. Mã số 9 là cây tím quế này là 1.900.000 nha cô chú anh chị. Tiếp theo cũng là một cây tím quế luôn ha. Cây có dáng bay bay, hồi đầu lắc lượng một tí nè. Ngày này để tương lai lâu dài để chơi phóng làm cái bàn trà ở dưới đây cũng được nè cô chú anh chị. Dạ, chiều cao nó được 117 cô chú anh chị ơi. Rồi Tứng xin đo hoành thân ha. Hoành thân là được 33 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi mã số 10 1.800.000 đồng. Đây cũng bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 11 cũng là một cây tím quế luôn ha. Na ná cây rồi.
Cái này mà chú bác mà cây cây mã số 10 với cây số 11 này chú bác nào mua tính bớt cho 200 ngàn luôn. Đi một cặp nha. Bớt thẳng 200 ngàn luôn. Dạ tính đo chiều cao như vậy đi. Là 110 ha. Hồi nãy em quên đo cành phóng ra tương đối tới đây là cũng được 100 luôn á. Là 37 ha cô chú anh chị. Đó. Nè bệ đế ở dưới đây rất nhiều luôn ở dưới đây luôn nè, đó. Giá đi anh. Rồi cây mã số 11 là 1,6 triệu ha. Rồi để xuống này. Rồi tiếp tục mã số 12 cũng là một cây tím quế nha. Giá vậy hen cô chú anh chị. Tiến xin đo chiều cao đi. Không ổng ngang vậy đi, được 103 ha. Tán ngang hai cái dao giữa hai cái phôi là được 100 chẵn hen cô chú anh chị. Rồi, tính đo hoàn thân ha. Ngay vị trí này là tính đo 34 nha, tính 33 đi. Đó. Đó vậy ha. Rồi mã số 12 là tiếng giao lưu 2 triệu đồng chẵn. Cây tím quế cô chú anh chị. Dạ tiếp tục mã số 13 cũng là một cây tím quế luôn ha. Dạ, chiều cao nó lượt 107 cô chú anh chị ơi. Đó. Tiếng xin đo thông số luôn ha. Hoàn thân là được 29 ha cô chú anh chị. Tiếng đo là tuốt trên eo nhỏ nhất, còn bệ này là rất lớn luôn ha. Rồi mã số 13 1,6 triệu đồng ha, đối với cây tím quế này. Rồi tiếp tục là mã số 14. 14 là một cây hai màu ha cô chú anh chị, cây cao bồi hai màu ha. Cây mà có lắc lượng phong tàn dù nè. Chiều cao nó khoảng 1,7 m nha cô chú anh chị. Đó. Cây hai màu này vô làm cái tàn dù là đúng bài cô chú anh chị ơi. Rồi xì mầm luôn. Cả nửa tháng này không có giao lưu với mấy chú bác, một chiều cao thoát thân nó là 125 á. Hoành là 32 ha cô chú anh chị. Đó. Được mà được cái thân của nó là nói chung là cái thân nó rất năng. Ngay khúc này là 25 luôn cô chú anh chị. Đó. 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 Dạ cái cây số 14 cây cao bồi hai màu này tiến xin giao lưu là 3,4 triệu đồng ha cô chú anh chị. Tiếp theo cây này là cây sát pháo ha. Cây qua giấy sát pháo ha cô chú anh chị. Đứng xin đo thông số ha. Chiều cao nó khoảng 1,5 m ha cô chú anh chị. Cây có dáng bay bay tí như lắc lượng tí nè. Rồi qua bên kia luôn đi. Hoành ngay vị trí hiện tại này là tính 41 ha cô chú chị. Đo 42 là tới cận thứ 42 tính 41 nè. Ở đây mấy mặt cắt này là cắt không lỗi mà chỉ có lỗi ở dưới đây nè. Đó, ngay này là nó hơi mà bị bể vô trong, tính là đã chém chám keo với nói chung keo với cát đó cô chú chị. Đó. Đó là nó hết xì vô nữa vậy là nó an toàn hết mục. Là cây mã số 15 là 3,4 triệu đồng, cây qua giấy sắt pháo ha.
Rồi tiếp theo Tuấn xin giới thiệu với mấy chú bác anh em gần xa là có một Tuấn có một số cây cũng hơi mới lạ ha, cây hàng cũng hơi độc độc tí. Cây này là cây phong lá đỏ ha, cây phong lá đỏ của Việt Nam mình là nó ba cánh ha, nó trong năm thì lá là 9 tháng màu đỏ, còn 3 tháng nó hơi già lại là màu hơi xanh ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị sạc lên phong lá đỏ thì nó mấy cô chú anh chị thích năm lá, cái lá nó năm cánh thì là ghép phong lá đỏ Nhật ha. Dạ chiều cao của nó là được 92 ha cô chú anh chị. Cái này đo cái hoành này đó, cái này là lấy chỗ cũng hơi tạm nhỏ nè, cái hoành là 96 em cô, tính 95 em cô chú anh chị rồi. Đó lên eo, chút nhỏ eo nhỏ này cho cô bác tham khảo nè. Chưa là ngay đây cũng 86 nè cô chú anh chị rồi. Nè nè ha, ngay là 86 ha, đó ngay cả ngay này luôn ha, 86. Cây phong lá đỏ của chú anh chị nếu không rõ thì Tuấn sẽ gửi hình ảnh qua thêm ha cô chú anh chị, kết bạn Zalo đi. Là cây số 16, cây rất là già cỗi luôn, này chơi bông phong thủy. Cái này là nó bị bể theo thời gian và năm tháng, cây này chắc hàng trăm năm rồi. Không một cái anh rồi nó xàm lá vô đây hết trơn đó. Cây này nói chung là trồng phong thủy để chơi lá nha, cái dòng này chơi lá. Mã số 16 cây phong lá đỏ là 3.200.000 đồng. Cây này là bao ship toàn quốc luôn, bao sống không sống bồi thường lại. Dạ rồi tiếp theo là Tuấn xin giới thiệu tới cây mai đá nha cô chú anh chị. Cây mai đá cái dòng này là nó một họ với cái dòng mai chiếu thủy mình á, là cô chú anh chị về nuôi cho khỏe lên là ghép với mai chiếu thủy, nuôi da đen vậy đó. Hàng rừng nha cô chú anh chị, nguyên bao sống chằm chằm hết. Rồi Tuấn xin đo chiều cao ha, chiều cao nó được 82 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí hiện tại là được 60 ha, 59 đi. Đó đứng đây nè, đó đế nè, đây nè, đó đó cứng bầu luôn anh, cứng bầu luôn. Cái này ghép với mai chiếu thủy đi. Rồi tính báo ở đây ha, ở đây là nó có bị xàm một mà theo thời gian của cây núi hay cây rừng hay cô chú chị, nhưng mà rễ nó ăn sâu đó tính không môi để cho nó rễ nó ăn hoài vô luôn vậy đó, đó là vậy đó ha. Tính thấy phái mấy dòng này mua về giao lưu được với mấy chú bác, giao lưu không giao lưu được tính để ghép luôn. Tính thích lắm. Nhưng mà giá cũng mềm sụm. Dạ mã 17 cây mai đá rừng này là 1.900.000 đồng cô chú anh chị ơi. Vậy nên ngã không? Chim chim bên đó là không ngã nè. Dạ rồi tiếp theo cũng là một cây mai đá giống như mã số 17 vừa rồi ha. Tuấn xin đo thông số ha. Dạ chiều cao nó 113. Cây Tuấn về mới đục lại xương xương chứ chưa có chưa chắc keo luôn. Quay rồi là phải chắc keo đó. Rồi Tuấn xin đo hoành cho mấy chú bác tham khảo ha. Ở đây là được 72 ha. 72 anh cô chú anh chị, hoành đây ha, tính đo cái eo nhỏ nhất nè mấy chú bác tham khảo ha. Đó à, đó cái này này thì xì mầm mày. Rồi lỗi ở đây ha cô chú chị, cái này cây rừng mà nó
cũng phải có một hai vết đi theo thời gian, nhưng mà nó kéo nè, đó cái này nó tự mọc rễ ra, còn cái này là tướng mới đục xương xương ha, cái bể này ha, đó ừ ở đó nó đó, mấy cái này là nó ôm đá hết nè mà nó mới bị nát nát nè. Rồi cây mã số 18 thì tính xin giao lưu với mấy chú anh em gần xa là bao ship toàn quốc luôn là 2,4 triệu, dễ chơi luôn. Rồi tiếp theo chương trình tính xin giới thiệu với mấy chú bác là một cái cây me me quá tròn ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào cứ sạch lên mạng ha. Để tiếng chim lại cho nó ách chạy kèm đôi. Đó. Cái này là lắc léo con mẹ hàng téo luôn nè, thiệt nè. Đó. Co lắc tự nhiên đẹp thấy sợ thiệt. Rồi, rồi. Rồi tiếng xin đo cái thông số ha. Dạ chiều cao nó được 39 á cô chú anh chị ơi. Chiều cao cũng đẹp luôn. Đó. Cây vậy ha, hoành ha, tiếng xin đo hoành ha. Đó, cái chỗ nào nhỏ nhất nè, đó 39 luôn nè. Đó như chí tính 39 luôn. Đẹp, số đẹp hết luôn. Cái này mã số 19 phải tính kêu chiều 9 luôn. Dạ thôi giờ tính kêu chiều 7 mấy chú bác anh em ơi. Kêu chịu 7, báo giá chịu 7, bao ship toàn quốc với cây me quả tròn này em cô chú chị. Rồi. Nhá không? Im không? Rồi tiếp theo là cây này là cây mai trắng gừng ha. Cây mai trắng gừng hồi nãy cây kêu là cây mai đá em cô chú chị, cây này kêu mai trắng gừng. Bông của nó cánh trắng mà ở trong cái cánh già nó màu hồng đẹp lắm. Mấy chú bác sạch lên mạng hoặc là kết bạn với dạ gửi hình, tiếng sẽ gửi hình. Số điện thoại là 0396412939 nha cô chú anh chị. Cây là cây này là thấy cây rừng chứ sức sống nó mạnh kinh hồn lắm. Đó, xì tược hết trơn luôn ha cô chú anh chị. Nè. Rồi, trời ơi cây nó nu coi nè. Còn hơn mà bị ung thư ung bú gì nè. Dạ, chiều cao tướng báo đó là 70 nha cô chú anh chị. Đó. Cây lắc lượng nhưng mà ung bú cục 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 nè. Cái này tướng thấy mấy cái này tướng cắt nó lỗi lên đây, tướng cắt trường một cốt lắc lượng vậy chơi. Hoành ngay vị trí này là được 38 nha cô chú anh chị. Đó. Đó, tướng đo không có đo đây nha, đo cổ eo nhỏ nhất ha. Phải được cái thân ung bú dữ lắm, còn ngay chỗ này là đến không khai ấy thác thêm luôn nha, nó chắc có lẽ chừng hai ngón tay ha. Đó, nhưng mà cây gừng thì nó phải có bể một vài chỗ vậy đó nó mới có nhiều thời gian ha. Rồi tiến sinh báo giá mã số 20 cây mai trắng gừng này tiến sinh giao lưu là 2,700,000 đồng hen cô chú anh chị. Rồi, bao sống bao ship anh. Bao sống bao ship, cây đã xiên mầm rồi ha. Rồi tiếp theo là tướng xin báo giá là mã số 21 là một cây vú sữa ha. Cây vú sữa này, cây vú sữa bơ hồng nha cô chú anh chị. Cây có dáng thú hồi đầu nè, co lắc rất đẹp luôn. Đó. Cây này cô chú anh chị coi dáng ha, cây rất đập đẹp luôn, bên đó dáng cũng đẹp, hồi là bên đây dáng cũng tuyệt đẹp luôn cô chú anh chị, chị không nổi luôn á. Chiều cao nó khoảng 1m9 nè cô chú anh chị, hết thước lên tới đây lên trên đó tính 1m9 ha. Đó, cây lắc léo vậy ha. Nè ở bên mặt bên đây nè mới đẹp chữ nó nè, đường co lắc tự nhiên đẹp đó. Rồi tính đo thông số hen cô chú anh chị. Đo hoành đi. Chiều cao tính tính 1m9, còn cái đo hoành này nè. Hoành ngay vị trí hiện tại tính đo là được 62 ha. Đó. Đó. Thấy không? Coi như như cái này cái đuôi nè, nó đó. Chân bỏ nó nói chung là khai thác xuống thêm tí nữa là chắc đẹp lắm á. Lắc léo, đẹp. Để thú à. Để hơi quái quái thú này.
Đó, hồi đầu lại co lắc. Thiên nhiên ban tặng cây này cũng khá đẹp nha. Vú sữa bơ hồng ha, trái nó bự hơn cái chén nhiều lắm. Cái trái cả ký không? Trái trái 700-800 gram được không? Cỡ đó luôn á, chị mình có ăn mà. Cây vú sữa này là bao ship 200 cây số nha cô chú anh chị, là giá 11.500. Cây này là nói chung là tướng báo giá vậy là khỏi trả giá nha cô chú anh chị. Sát giá luôn, mấy cây tướng báo bữa nay là sát nhiếp hết trơn luôn rồi đó. Rồi tiếp theo là một cây khế chua ha. Cây khế chua mà có bẻ là cũng vô nhạo là cũng mười mấy năm rồi đó. Ta đang chơi luôn. Đang chơi, cắt giật luôn. Cây khế chua là tay cầm là qua nhạo là cực đẹp luôn. Đó, có trái khế đây luôn nha cô chú anh chị. Đó, có trái khế chua luôn nha. Mà ở đặc biệt ở đây là tướng báo với mấy chú bác anh em nãy giờ em quay chưa thấy luôn. Ở đây là cái nhánh mai ha. Dính luôn ha. Đó. Dính luôn ha. Ghép cả chục năm vô trong đây nè, dính sống luôn nè, đó nè, cây mai nó nằm ở trong đây nè. Nó liền cốt bên đây luôn. Ở đây nè, ở đây cũng cây mai luôn nè, đó, nó liền đây luôn. Ở đây cũng là nhánh mai, bên đây cũng nhánh mai luôn. Một khế, khế này là khế già mà cô chú anh chị, khế già là khá về luôn nha. Đó. Đó, cây mai đó. Này mấy độc nè, trái còn này tính để thì phạm cho mấy chú bác anh xa xem nữa ha. Để thì thôi khỏi nói rồi. Cho nó ra làm sao giùm em cái này quay cho rõ. Còn gì đâu. Rồi đó đi anh, đó đi. Đó không tốt đi. Chiều cao bao nhiêu? Chưa. Chưa đo chiều cao. Chiều cao tính tính lấy 1m6 cô chú anh chị ơi. 1m6 ha. Nè, có hơn ha. Có hơn. Nội hai tính cắt giật ra cũng cỡ 1m6 luôn đó. Cái này là tay chân lắc léo không luôn đó ha. Rồi tướng đo cái hoành đi cho mấy chú bác tham khảo ha. Cái này không biết đo cỡ ngang đây nè mới vừa nè. Nó bể nó đặt cứng nhưng mà đo trên đây trên đi. Đi anh, trên. Trên đi. Đo dưới một cái nữa. Rồi ngay eo ha. Ngay eo đây. Nhiều. 67. Rồi. Đó. Đo cái bể dưới luôn cái này. Bể này nó đặc thừ nè cô chú anh chị. Bể này thì thôi. Cái này là liền thừ đặc thừ luôn đó nha. Đấy cái bể đặc luôn đi. Nè nè. Là 136, 137 luôn cô chú anh chị ơi. Còn nữa nha. Ra ngoài nữa. Ngoài nữa. Đế cứng bầu luôn anh. Đế cứng ngắt. Nhìn là biết rồi đó. Nè cái này là cây mai bên đây nha cô chú anh chị. Nó đi ăn vô trong thân lòn qua bên kia mới ghê chứ. Liền bon. Cây là không thẻo dít lời luôn. Ở trên mấy trên có sam đá một tí mà nó kéo mép lại. Sam đá ha. Kéo này kinh kinh hồn sam dí ha. Cái tay cành này ha. Liền rồi ha. Liền rồi đó. Cây đang xì mầm sống khỏe luôn. Ừ. Giá đi anh. Cây khế này tính cũng báo giá là 16.500, bao cũng 200 cây số ha. Giá là cực kỳ mềm á cô chú anh chị ơi. Cái khế này là nuôi gần 20 năm rồi đó. Rồi. Mã số 22 cây khế chua là có dính mai vàng giống là 16.500 ha. Bao bao là 200 km. Và tiếp tục mã số 23 là một cây si búp hồng ha cô chú anh chị. Cây si búp hồng này clip rồi có kêu rồi mà có trả giá luôn. Là không tới giá, nói chung là không tới giá vốn, tiền ship cao lắm cô chú anh chị. Rồi bây giờ là tướng báo lại coi chú bác anh em nào thấy hợp lý không ha. Cây này tướng bao là toàn quốc luôn. Dạ chiều cao nó 111. Mày đo ngay chân cái thân eo nhỏ này đi. Ngay đây là liền nhất nè. Cái này là 104 nha cô chú anh chị. Đó. Ở đây nó có mấy mặt thẹo ở đây ha. Thứ nhất là cái mặt thẹo này hen cô chú anh chị. Nhưng mà cái dòng si này nó kéo mau lắm nè. Nhưng cái này nè kéo vô. Có chân cạnh kéo hực 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 vô luôn đó.
Ở bên đây cũng có mặt thẹo, cái này tướng phá thế nè, đó, thẹo lớn, đó. Cây mã số 3, cây si búp hồng này tướng xin giao lưu là 4.700.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn. Đó, cô chú anh chị. Dạ rồi, rồi sau đây tướng xin giới thiệu với mấy chú bác anh em gần xa, đó là một cây cây túc ha, cây túc dòng cây ăn trái, chơi ăn xa ăn trái ha cô chú anh chị. Cây này nói chung là cái độ khủng cũng hơi bị dữ ha. Đó, tính là cây này giao lưu với mấy anh em cực kỳ xa luôn. Nhưng mà tiền xe không là 3.500.000 thôi cô chú anh chị. Chiều cao nó khoảng 1m8 rồi cô chú anh chị ơi. Đó. 1m8. Đó. Cây này là có chơi chân cành đồ, cây nói chung là cây này để chừng 2 năm ra, bẻ chân cành ra thì trái nó xỏ đều thì thôi, cái độ khủng khỏi nói rồi. Cây này là cây có chơi rút chậu nha cô chú anh chị. Đó. Này người ta nuôi rồi ha. Nuôi rồi chơi rút chậu rồi bây giờ tính cắt giật lại đó nha. Cái hoành là không, cái này là nó hoành luôn đó, mà tính hổm đo kỹ lắm mà giao lưu tiền cao, cái này tới 190 hoành lên cô chú anh chị ơi. Đó, tính đo như này là 190 hoành ha. Nước 2 gang đó vậy ha. Là tính đo trên đây luôn cho mấy chú bác tham khảo luôn nè. Ở trên đây là đựng 150 đó. Đó. Dạ rồi, cây mã số 24, cây túc, cây ăn quả này mấy chú bác cứ sạch lên ha. Dạ tính xin giao lưu là 26 triệu. Cây này là bao ship là 200 km. Bao sống. Còn nếu xa vẫn thương lượng ra miền Bắc luôn, quan trọng là tiền ship tại vì rất cao. Dạ thì mã số 24 cũng là mã số cuối cùng trong clip của tướng hôm nay. Cuối cùng thì tướng xin chân thành cảm ơn mấy chú bác anh em đã xem hết clip của tướng. Rất mong chú bác anh em ủng hộ nha. Xin chân thành cảm ơn ạ. À.